Làm thế nào để nói chuyện hay, thu hút được nhiều người nghe? Đây là chắc chắn là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm đúng không các bạn? Việc nói chuyện hay và thu hút nhiều người nghe thì không chỉ giúp cho chúng ta trở nên tự tin hơn mà nó giúp chúng ta ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của chúng ta. Trong công việc thì giúp chúng ta có thể dễ dàng trao đổi với khách hàng của mình một cách tuyệt vời hơn, hay có thể xây dựng cũng như là chia sẻ những cái kiến thức chuyên môn của mình tốt hơn trong những công việc khác nhau. Hoặc là trong cuộc sống hàng ngày giữa gia đình chẳng hạn, thì kỹ năng nói chuyện cũng giúp chúng ta có thể là xây dựng cũng như là hiểu sâu hơn về những mối quan hệ trong cuộc sống chúng ta. Có thể nói chuyện một cách thoải mái và vui vẻ, ngôi nhà chúng ta tràn ngập tiếng cười đúng không các bạn? Thế thì làm thế nào để nói chuyện hay và thu hút người nghe? Thì tất nhiên nếu mà chúng ta chưa biết thì đơn giản vì chúng ta chưa biết mà thôi. Thì hôm nay cái ba chia sẻ với các bạn các cái bước mà chúng ta cần phải lên kế hoạch để có thể nói chuyện một cách lưu loát hơn, hay hơn. Thì cái bước đầu tiên ấy, trước khi nói chuyện thì chúng ta cần xác định cho mình cái đối tượng nghe là ai đã. Cái đối tượng nghe thì đơn giản thôi, tất nhiên chúng ta muốn nói cho mọi người, nhưng mỗi người thì sẽ có những câu chuyện khác nhau và có những suy nghĩ khác nhau. Chính vậy thì chúng ta phải định vị được cái đối tượng nghe là ai. Họ là ai, thì trong cái vấn đề ai ấy, thì chúng ta xác định một cái yếu tố đó là họ đang muốn nghe điều gì, hay là họ đang muốn tìm hiểu cái điều gì từ bạn chẳng hạn. Hoặc như là chúng ta phải tìm hiểu về cái cuộc sống của họ. Thì dựa vào cái yếu tố cơ bản là chúng ta sẽ có khoảng ba cái yếu tố để bạn có thể thấu hiểu được họ. Thứ nhất là dựa vào cái nhân khẩu học để chúng ta phát hiện xem là họ là nam hay là nữ, độ tuổi bao nhiêu đúng không? Nhưng tại sao phải biết điều này? Tại vì cái giới tính và cái giới tính, độ tuổi nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của họ, cái suy nghĩ của họ, và cái độ tuổi nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của họ. Thì cái suy nghĩ của họ thì bạn sẽ sử dụng cái ngôn từ nó phù hợp với họ. Người trẻ sẽ phải nói chuyện khác, người thanh niên phải nói chuyện khác, và những người lớn tuổi thì chúng ta phải nói chuyện khác đúng không? Chứ không thể là duy trì mãi một ngôn từ được. Chúng ta thay đổi theo cái đối tượng nghe mà. Và yếu tố tiếp theo là cái sở thích cá nhân của họ nữa. Ví dụ là họ có sở thích về du lịch chẳng hạn, đấy là cái sở thích, hoặc là sở thích về tập luyện thể dục thể thao. Thì tại sao chúng ta biết về sở thích cá nhân của họ để chúng ta có thể là trò chuyện những cái điều mà họ thích, nói về những điều mà họ thích. Thì trong cái nghệ thuật mà muốn nói hay thu hút nhiều người nghe, tại sao phải thu hút họ? Thu hút họ là nói cái thứ mà họ thích. Họ thích nghe thì nói điều gì chúng ta nói điều đấy. Còn nếu bạn cứ nói về vấn đề của bạn thì chắc chắn họ không muốn nghe đâu. Do vậy thì chúng ta phải thấu hiểu được cả cái sở thích cá nhân của họ. Sở thích về, hoặc là những yếu tố về tâm linh chẳng hạn ấy, họ có theo tín ngưỡng tâm linh hay không, thì chúng ta dựa vào cái đấy để xây dựng ngôn từ nó phù hợp. Những người theo đạo, những người theo đạo Phật, những nhà theo đạo Thiên Chúa chẳng hạn, thì họ sẽ có suy nghĩ khác, những cách nói chuyện nó khác hơn. Yếu tố vùng miền cũng là một yếu tố mà sẽ xây dựng đến cái tính cách của họ. Có thể miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mỗi người sẽ có những cái ngôn từ khác. Thì dựa vào cái yếu tố vùng miền, chúng ta sẽ nói những ngôn từ riêng của họ. Ví dụ như miền Bắc gọi là bố, ở miền Nam gọi là ba chẳng hạn. Thì khi chúng ta sử dụng những ngôn từ mà nó thân thiện với họ, thì cái việc đấy cũng làm cho họ xây dựng cái việc là thu hút họ nghe, là nghe hay hơn. Và chúng ta có thể bổ sung thêm những việc nữa là công việc hiện tại của họ chẳng hạn. Mỗi người sẽ có công việc khác nhau, do vậy thì chúng ta biết được cái công việc của họ thì chúng ta có thể nói chuyện nó đồng bộ với cái công việc của họ. Ví dụ như những người làm IT, làm công nghệ chẳng hạn, thì họ có hay nói chuyện về việc là website, tool, checklist, kiểu kiểu như vậy. Hay những người làm kinh doanh thì hay nói về việc là sale, bán hàng, marketing, chốt sale, kiểu kiểu như thế. Hay là những người làm kế toán thì gọi là quyết toán, thống kê, báo cáo, kiểu kiểu như vậy. Thì họ sẽ có những cái ngôn từ riêng cho những lĩnh vực của họ. Thế thì dựa vào cái việc mà công việc của họ thì chúng ta có thể là xây dựng ra những ngôn từ, chúng ta nói những ngôn từ mà cái ngành của họ, cái công việc của họ, họ có thể hiểu điều đấy. Đấy là yếu tố đầu tiên về nhân khẩu học. Ngoài ra thì yếu tố thứ hai thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái mối bận tâm của họ trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi người sẽ có những cái bận tâm khác nhau. Thì dựa vào những cái công việc hiện tại của họ, những cái vị trí hiện tại của họ, thì chúng ta sẽ xác định ra được xem là hiện tại họ đang quan tâm về vấn đề gì nhiều nhất. Bạn muốn thu hút họ thì bạn phải nói về cái thứ mà họ đang quan tâm nhiều nhất đúng không? Chứ thứ mà họ không quan tâm thì chúng ta nói thì họ chẳng muốn nghe đâu. Thế thì cái yếu tố mà những cái nhu cầu, những cái mong muốn của họ hiện tại, tôi lấy ví dụ như là chúng ta đang nói chuyện về một bà mẹ đang có con đang mang bầu chẳng hạn ấy. Thế thì cái mối bận tâm nhất của bà mẹ đang mang bầu là gì? Công việc hiện tại của họ là ra sao? Thế thì có thể là mối bận tâm hiện tại nhất của họ là làm sao thì con khỏe mạnh hơn, ăn gì để con thông minh hơn, đúng không? Hoặc là làm thế nào để giảm vấn đề đau mỏi cơ lưng do mà mang bầu cứ phải gù lưng liên tục, hoặc là mang vác vật nặng, thì đấy là vấn đề của mẹ bầu. Thế thì chúng ta nói đúng vào cái nhu cầu của họ, họ thích nghe thôi. Bây giờ mẹ bầu mà các bạn cứ nói việc là đi du lịch như thế nào chẳng hạn ấy, người ta đang mang bầu vất vả như vậy, cứ bắt đi du lịch làm sao được, rất là khó. Người ta muốn lắm nhưng mà không phải cái thứ người ta muốn hiện tại. Thứ người ta muốn là bây giờ là con ăn gì cho con thông minh hơn, cho thai nhi phát triển tốt hơn chẳng hạn. Thì dựa vào
cái chúng ta sắp xếp ra và họ đang quan tâm vấn đề nhiều nhất. Thì có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tiền bạc chẳng hạn, tiền bạc đôi khi nó chỉ là một cái xếp nhỏ trong cái cuộc sống của họ mà thôi. Hay là có hai người, có một người đến gặp bạn, họ là nữ và họ đang gặp về vấn đề gia đình chẳng hạn, thì có thể là cái câu chuyện hiện tại của họ là làm sao để giải quyết xung đột trong gia đình. Công việc của họ cũng có đấy, nhưng mà thứ họ đang quan tâm cao nhất bây giờ là vấn đề làm sao để chăm sóc gia đình, họ giải quyết vấn đề gia đình. Còn những người đang có con mà đang phải đón con hàng ngày chẳng hạn ấy, thì đấy cũng là vấn đề của họ. Thì chúng ta phải thấu hiểu được cái cuộc sống của họ thì chúng ta mới thể nói cái thứ mà họ nghe hay và hấp dẫn, đúng không các bạn? Thì đó là yếu tố từ phía họ. Yếu tố tiếp theo nữa là chúng ta tìm hiểu xem là trong cuộc sống hiện tại ấy, thì cái cảm xúc của họ ra sao. Tại vì mỗi người mà có một cái cảm xúc khác nhau. Tại thời điểm hiện tại có thể là trong công việc họ có hài lòng hay không, trong sức khỏe họ có hài lòng công việc họ hay không, họ đang hạnh phúc về điều gì, họ đang đau khổ về điều gì. Thì đấy là quá trình chúng ta đồng cảm với họ. Tại sao những người bạn thân của chúng ta nói chuyện chúng ta cảm thấy cởi mở và rất là thu hút như vậy? Vì chúng ta hiểu cuộc sống của họ, chúng ta hiểu về họ đang đau khổ cái gì trong cuộc sống, chúng ta hiểu được rằng họ đang vui điều gì trong cuộc sống, thì chúng ta nói đúng những thứ mà họ đang muốn giải quyết đấy, và bạn sẽ gỡ rối cho họ, bạn nói về cái điều đấy, thì như vậy thì họ mới lắng nghe câu chuyện của chúng ta. Khi đó là cái yếu tố yếu tố từ phía đối phương. Thế thì mới quay trở lại cái yếu tố về bản thân mình. Thế thì sau khi đã tìm hiểu đối phương rồi, chúng ta quay trở lại bản thân mình, đó là thì chúng ta định vị xem chúng ta là ai đã. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng mà bạn phải xác định được xem là cái vai trò của bạn với người kia là ai. Ví dụ như là đó là người lớn tuổi, bạn trẻ tuổi, thì lúc đấy bạn phải định vị những người lớn tuổi kia họ đang gặp vấn đề đấy, nhưng bạn là người trẻ tuổi hơn chẳng hạn, thì bạn định vị xem là bạn với họ là vai trò là như thế nào. Bạn là bạn bè hay là nhân viên và sếp, đúng không? Người yêu chẳng hạn. Chúng ta phải biết chúng ta vị trí của chúng ta là gì, thì chúng ta sử dụng cái ngôn từ nó phù hợp hơn để có thể giúp đỡ họ một cách tuyệt vời hơn. Thì sau khi đã định vị được của mình rồi, định vị của mình, thì vấn đề chính là định vị cái ngôn từ của mình, cái vai vế của mình trong cuộc sống hàng ngày. Thì để nói chuyện của họ hay hấp dẫn thì thường có một bộ cấu trúc như sau, thì bạn có thể liệt kê ra. Đó là chúng ta bắt đầu từ cái câu hỏi là tại sao. Ví dụ như là họ đang gặp vấn đề là ở văn phòng chẳng hạn. Họ đang làm văn phòng và họ cảm thấy rất là đau mỏi người, cơ thể họ. Nghĩa là mình hiểu rằng công việc văn phòng họ rất là căng thẳng. Thế bây giờ là mình nói chuyện hay chẳng hạn, thì mình tìm hiểu cái mối bận tâm của họ là họ đang muốn tập luyện thể dục thể thao chẳng hạn. Thì mình bắt đầu câu hỏi tại sao. Câu hỏi tại sao đây là một ví dụ như là nói cho họ biết được là tôi đang tập luyện bộ môn này chẳng hạn. Hôm qua kể theo ngôn từ kiểu kể chuyện ấy, tôi cũng giống như bạn chẳng hạn, đồng cảm nhá, đồng cảm. Tôi giống như bạn, thế là tôi cảm thấy rất là đau mỏi trong thời gian. Thì hôm trước có người bạn rủ đi thế tập luyện thể dục thể thao, thế tập bộ môn yoga chẳng hạn, tập xong thấy cải thiện và giảm hết mỏi người, vô cùng dễ, vô cùng thoải mái chẳng hạn. Theo kiểu kể chuyện, mình kể chuyện nhưng kể vào đúng cái vấn đề mà người ta đang quan tâm. Đấy, thì nghĩa là vì sao bạn đi tập yoga chẳng hạn. Thế người ta sẽ tò mò tập yoga như thế nào. Nghĩa là cái câu đầu tiên vì sao, cái câu vì sao đây nghĩa là chúng ta nói cho họ biết được là rằng vì sao bạn phải làm cái hành động này. Ví dụ như bạn nói, thường là chúng ta trò chuyện với họ thì mục đích của chúng ta là phải có mục đích trong câu chuyện, đúng không? Mục đích là bảo họ làm cái điều gì hay là giúp đỡ họ điều gì. Một câu chuyện chứ cứ tán phét đủ cái chính trị xã hội thì nó chả giải quyết vấn đề gì, thì nó không phải hay, nó là buôn chuyện rồi, chứ không phải nói chuyện hay và hấp dẫn người nghe. Thì chúng ta xác định xem là cái câu chuyện ngày hôm đấy chúng ta nói để làm gì, để yêu cầu họ làm điều gì, hoặc là để muốn họ làm điều gì cho chúng ta, muốn họ hành động điều gì thay đổi, hoặc là muốn họ thay đổi cái gì trong cuộc sống của họ. Thế bây giờ biết được rằng là họ đang bị căng thẳng, stress trong quá trình làm việc, thế thì chúng ta sẽ có một kế hoạch là trong buổi trò chuyện đấy chúng ta sẽ đưa cho họ hành động là việc là hãy đi tập thể dục thể thao đi chẳng hạn ấy. Thì tất nhiên họ sẽ nghĩ ra đủ cái vấn đề. Nếu một cách bạn nói đầu tiên, bạn nói theo kiểu là đi tập đi, đập đi nó khỏe người, thì người ta bảo bận lắm, bận nhà bao nhiêu việc, đi tập cái gì, dạy văn phòng làm đến trưa chiều về đón con làm sao mà đi tập được. Thế thì để nói chuyện hay mà họ để họ đi tập chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu câu yếu tố là vì sao này. Mình kể chuyện là ôi hôm trước đi tập mình đau hết cả người, xong rồi nhiều người gặp một số bác sĩ, xong rồi gặp nhiều bạn là nếu mà không tập luyện thì sẽ bị nặng hơn mà sau này tốn kém rất là nhiều cái chi phí. Thế lúc đầu mình tìm hiểu khắp nơi thì bác sĩ bảo khuyên đi tập. Thế mình đi tập thì tập cô bạn gần nhà chẳng hạn. Và tập thì bạn cảm thấy thế nào? Ví dụ trong quá trình tập thì lúc đầu cũng tưởng là khó, ai ngờ tập thì cũng dễ thật, dễ dàng. Tập có 30 phút, 45 phút cảm thấy giãn hết người rồi. Thế thì cái điều đấy làm cho họ tò mò hơn, như là phá băng cái việc là tập nó khó, mất nhiều thời gian. Đấy, liệu có khỏi không hoặc liệu có giảm không chẳng hạn. Thì đó là cái vấn đề mà họ nghĩ chúng ta xử lý sẵn được cái điều đấy, và chúng ta kể chuyện thôi, chúng ta kể chuyện. Thế bước thứ hai nữa là kiểu gì họ cũng hỏi thế liệu tôi có tập được không, liệu thế nọ kia. Thì bạn có thể bước thứ hai là chúng ta là dẫn dắt họ là liệu tôi tập không thì đơn giản thôi, tớ tập được, bạn tập được,
Và tôi thấy phát hiện trong phòng tập nhiều người lớn tuổi họ tập được, các bạn thanh niên chắc chắn là tập được thôi. Thì cái bước tập đơn giản thì trước tiên thì bạn cứ đến gặp huấn luyện viên đã, thì người ta nghe, người ta chia sẻ để xem giữa đấy để biết được cái nhu cầu bản thân của bạn như thế nào, tập luyện ra sao. Còn nếu bạn bận quá thì chúng ta có thể tập luyện thông qua các video ở tại cơ quan, bây giờ rất nhiều video trên YouTube, nhưng mà chúng ta quá bận chẳng hạn ấy thì mình tập qua video cũng được. Và tập luyện thì đơn giản bao gồm 5 hoặc 6 động tác nào đó, thì tôi chỉ cho bạn cái video. Đó là cái bước thứ hai ấy, là sau khi đã dẫn dắt họ là vì sao bạn phải làm điều này, thì bước thứ hai đó chính là việc là nam vực này thì gồm những điều gì. Thế thì điều gì đó là các bước là truy cập vào YouTube để bạn tải xem video đấy, hoặc bạn đến cái phòng tập này đấy, thì đấy là bước thứ hai. Còn bước thứ ba cuối cùng đó là cụ thể cái đó là cái video nào, gọi là cái video cái gì ấy, cái what. Bước thứ ba là bước what, thì có ba cấp độ là nói chuyện hay ấy, là why, vì sao bạn làm việc này, và làm điều này thì là gồm những bước gì, là how, làm như thế nào. Bước cuối cùng đó là what, thì what nó nghĩa là video này là cái gì. Thì đó là bộ môn yoga, nó là gồm 5 động tác yoga, và video đấy là video này tôi gửi link cho bạn nhé. Hoặc what ở đây có bao gồm là cái phòng tập đấy là phòng tập tên gì, cô giáo là ai, cuối cùng có thể là who hoặc là what cũng được. Thì nó kế hoạch nói chuyện như vậy thì nó sẽ dẫn dắt một cách cụ thể hơn, thay vì cứ nói là yoga tốt lắm bạn tập đi. Không tập đâu phải quá trình dẫn dắt thì chúng ta hiểu được cái nhu cầu, cái cuộc sống hàng ngày của họ, thì chúng ta kết nối cái vấn đề mà chúng ta muốn nói với cái vấn đề mà họ đang mong muốn, để có thể dẫn dắt họ đến một cái kết quả tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó là cái nghệ thuật trong quá trình nói chuyện, làm sao họ thấy hay, thấy hấp dẫn. Cũng giống như cả video này chẳng hạn, thì game 3 tách này thì mấy phần. Đó là phần đầu tiên, đó là tại sao bạn phải nói chuyện hay và thu hút người nghe, nó có lợi ích gì với cuộc sống của bạn, đúng không? Bước thứ hai là để nói chuyện hay và hấp dẫn người nghe, thì số 1 là bạn phải tìm hiểu về cuộc sống họ như thế nào, cái đối tượng nghe chúng ta là ai, và trong đối tượng nghe chúng ta thì chúng ta đặt 3 cái câu hỏi, là cái nhân khẩu học họ là gì, những cái công việc họ phải hoàn thành là gì, và trong cuộc sống hàng ngày cái cảm xúc của họ đang duy trì thế nào, họ hạnh phúc vì điều gì, họ đau khổ vì điều gì. Sau đó chúng ta quay trở lại bản thân mình, là mình là ai mà họ nghe mình, và mình vai thế của mình như thế nào, để dựa vào đấy mình sử dụng cái bộ ngôn từ nó phù hợp với họ hơn. Mình đang là con thì mình nói chuyện với bố là bằng ngôn từ lễ phép chẳng hạn, chứ không thể bảo bố ấy, bố phải đi tập yoga được, đúng không? Mà con thấy cái bộ môn này rất là hay, hữu ích cho sức khỏe của bố. Nhưng nếu mà chúng ta là bố mà họ là con, đổi vai trò chẳng hạn, thì ngôn từ có thể thay đổi khác đi. Và sau đó thì bước sang cái giai đoạn là cái cấu trúc của buổi nói chuyện, nó phải dẫn dắt vào việc là tại sao họ phải làm điều đấy, thì làm việc đấy thì nó giúp ích gì cho cái vấn đề đau khổ mà họ đang gặp phải, hay là nó giúp gì cho việc giải quyết những vấn đề mà họ đang cái công việc hàng ngày của họ ấy, nó hỗ trợ cái công việc họ hàng ngày như thế nào. Sau đó bước sang vài đoạn là để làm được điều đấy thì cần những cái bước gì. Bước có thể lên YouTube xem, truy cập YouTube gõ cái từ này thì ra cái bài tập này, đấy là các bước. Hoặc đến phòng tập này gặp ông này, hoặc là nhấc điện thoại lên mà gọi cho ông này, thì đấy là các bước hoạt động. Rồi cuối cùng cái đấy là cái gì, cái đấy là cái video nào, hoặc là cái đấy là cái món ăn gì chẳng hạn. Để giảm cân, bạn để giảm cân thì tại sao chúng ta phải giảm cân, và để giảm cân thì phải gồm bước này: tập thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, và cuối cùng là what, là ăn cái gì, ăn cơm, ăn phở hay bún. Thì có giống như cuối cùng, cái what cuối cùng có thể là tập bộ môn yoga hoặc tập gym tùy vào bạn, hoặc là mua máy massage về cũng giúp chúng ta cải thiện sức khỏe. Thì đó là cách để chúng ta có thể nói chuyện hay và hấp dẫn hơn. Còn nhiều cái mẹo khác về ngôn từ, về cái tốc độ nói, cách cử chỉ body language của bạn, từ đấy giờ tôi múa tay liên tục, không, tôi múa tay liên tục, tôi cười liên tục chẳng hạn, thay đổi cái trạng thái, dù tôi đang nói chuyện với điện thoại nhưng mà tôi tưởng tượng rằng tôi đang nói chuyện với bạn, thì đúng như vậy chúng mới thu hút được. Và tôi biết rằng các bạn trên internet nên tôi phải nói nhanh hơn, nhưng mà ngoài đời chúng ta có thể phải nói chậm hơn một chút cho nó vừa phải người nghe. Âm giọng của mình nó to hoặc nhỏ nó vừa phải thôi, nói nhanh hay nói chậm là cấu trúc của ngôn từ của chúng ta nó phải rõ nghĩa, tránh bị mất từ thì người nghe người ta cảm thấy không khó nghe. Đấy, các cái sử dụng về ngôn từ làm sao cho phù hợp, ví dụ nói chuyện các video của các bạn tới sử dụng bộ ngôn từ làm sao nó thống nhất để có thể các miền có thể nghe được, và tốc độ chậm vừa phải. Thì hy vọng với chia sẻ mẹo vừa rồi đó là cái kinh nghiệm bản thân của mình thôi, thì hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn có điều gì thêm để góp ý thì chúng ta có thể nói chuyện hay, thu hút thêm nhiều người nghe, thì các bạn có thể comment ngay dưới video để chúng ta có thể học hỏi thêm từ bản thân của nhau, đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về kinh nghiệm cuộc sống khác nhau. Xin chào.